Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Tiny Tang Channel. Mình là Tim và mình xin lỗi là tại vì mấy bữa nay tụi mình bận quá không kịp ra video mới cho mọi người nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu hỏi hay được mọi người hỏi nhiều nhất, chính là Axolotl có nuôi được chung với cá hay không? Và không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào video nhé. Bắt đầu thôi. Để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng mình sẽ nói là không nên, vì Axolotl là loài thích được nuôi một mình và chúng nó thích ở một mình, chúng nó không thích có bạn bè trong cùng một hồ. Và để tạo ra được môi trường sống tốt nhất cho Axolotl thì chúng mình khuyến khích các bạn là hãy nuôi các bé Axolotl một mình nhé. Nhưng mà dành cho những bạn nào có đam mê mãnh liệt với việc nuôi cá chung với Axolotl hay là nuôi nhiều Axolotl với nhau thì đây chính là video dành cho các bạn. Thì trước khi bước vào danh sách những loài có thể nuôi được chung với Axolotl thì chúng mình xin nói về những tiêu chí cần phải được đáp ứng trước khi mà thả bất kỳ loài thủy sinh vào trong hồ nhé. Thì điều đầu tiên là Axolotl cần phải là một con trưởng thành, tức là chúng cần có bề ngang ít nhất là 20cm. Điều tiếp theo thì kích cỡ hồ cần phải đạt đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn dành cho một con Axolotl trưởng thành là 50cm, và cứ thêm một con Axolotl nữa sẽ là thêm 10cm, và cứ thêm một đàn cá sẽ là 20cm. Ví dụ nếu như các bạn nuôi hai con Axolotl sẽ là 50 cộng với 10 là 60cm. Nếu như các bạn nuôi một con Axolotl và một đàn cá thì sẽ là 50 cộng 20 là 70cm. Và nếu như các bạn nuôi hai con Axolotl và một đàn cá thì sẽ là 50 cộng 10 cộng 20 là 80cm. Thì chúng mình khuyến khích là các bạn nuôi hồ từ 80 đến 90cm để mà tạo ra được môi trường hoàn hảo nhất cho các bé. Điều tiếp theo là cách ly. Thì tại vì cá Axolotl hay là bất kỳ cây thủy sinh nào từ ngoài từ ngoài về đều có khả năng mang theo mầm bệnh, mang theo nấm sáng dễ gây hại cho những bé đã có sẵn trong nhà. Nên là trước khi mà thả vào hồ chính thì chúng ta cần phải cách ly ở ngoài từ 1 đến 2 tuần. Tụi mình đã gặp trường hợp là ngày đó khi mà tụi mình mua cá neon về thả vào trong hồ thì tầm 2 đến 3 ngày sau mới phát hiện ra là cả đàn cá bị nấm trắng hết. Lúc mà tụi mình gọi cho tiệm cá thì họ lúc đó họ mới tá hỏa phát hiện ra là cả đàn cá của họ, cả mẻ đó, con nào cũng bị nấm hết, là do họ không cách ly kỹ càng trước khi mà bán ra cho khách hàng. Nên là đợt đó họ phải thu hồi hết toàn bộ cá về để chữa bệnh. Nên là để tránh trường hợp đó xảy ra, chúng ta cần phải cách ly cá để mà tránh. Và Axolotl cũng là loài dễ bị mắc bệnh và rất là dễ chết nếu như mà không chữa trị kịp thời. Nên là để đảm bảo an toàn nhất thì cần phải cách ly trước khi mà thả cá hay là thả bất kỳ cây thủy sinh nào vào trong hồ nhé. Khi mà thả cá vào trong hồ của Axolotl thì chúng ta cần phải xem phản ứng của các bé như thế nào. Cần xem là Axolotl có tấn công cá hay không, có tìm cách rượt cá hay không, bé có bị stress, có phùng mang, có cong đuôi khi mà thấy cá hay không. Và chúng ta cũng cần phải xem là cá có tấn công Axolotl hay không, xem cá có rỉ mang bé hay không, có tấn công đuôi, rỉ nhớt hay không. Tại vì Axolotl của chúng ta có cái mang nhìn rất là giống trùng huyết hay là các loại trùng khác, nên là cá, những con dữ, chúng nó sẽ tìm cách tấn công vào mang của Axolotl. Và những loài cá, những loài thủy sinh mới này khi chúng ta thả vào hồ thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ số lượng sẽ bị vơi bớt đi sau một vài ngày nhé. Tại vì Axolotl của chúng ta sẽ tìm cách săn cá của mình. Rồi, không chần chờ gì nữa, và đây sẽ là danh sách những loài được nuôi chung với Axolotl. Con đầu tiên trong danh sách chính là một con Axolotl khác. Thì nếu như mà các bạn nuôi thêm một con Axolotl nữa thì các bạn cần phải xem là kích cỡ của chúng có bằng nhau hay không. Tại vì nếu như mà thả hai con Axolotl, một con quá bé và một con quá to, thì sẽ xảy ra trường hợp là chúng nó, con to sẽ ăn con bé. Điều tiếp theo là cả hai con cần có cùng giới tính, vì chúng ta không muốn Axolotl đẻ trứng, như thế sẽ làm giảm tuổi thọ của các bé và làm cho các bé dễ chết hơn, và việc sinh sản như thế cũng ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Và mình xin nhắc lại là tiêu chuẩn để nuôi Axolotl là 50cm cho một con, và cứ thêm một con vào thì lại tăng thêm 10cm, tức là hai con sẽ là 50 cộng 10 là 60cm, ba con sẽ là 50 cộng 10 cộng 10 sẽ là 70cm. Và hồ càng to càng rộng thì càng tốt. Loài tiếp theo trong danh sách chính là tép rong, tép đỏ và tép loạn. Thì những loài tép này có thân mềm,
và chúng cũng sẽ là những bữa ăn ngon miệng và đắt tiền cho Asadoodle của chúng ta. Điều duy nhất cần phải được lưu ý là trước khi thả vào hồ chính, chúng ta cần phải cách ly để mà tránh mang thêm dịch bệnh vào trong hồ, thì chúng ta cần phải cách ly 1 tuần. Và đây là danh sách những loài cá có thể nuôi được chung với Asadoodle. Đầu tiên là cá tram. Thì cá tram là loài cá hiền lành có xương mềm, thì chúng nó sẽ tránh tấn công Axolotl. Loài cá tiếp theo là loài Neon. Cá Neon chúng nó thích bơi ở tầng nước giữa nên là tránh đụng độ giữa cá Neon và Axolotl. Và loài cuối cùng là cá mây trắng. Thì cá mây trắng cũng là loài cá hiền lành và sẽ tránh tấn công Axolotl. Nhưng mà chúng mình cũng xin nói trước là tùy con, nhưng mà chúng nó sẽ tìm cách săn các bé cá của mình. Và cá tram, cá neon, cá mây trắng đều sẽ là những bữa ăn ngon đắt tiền cho Axolotl. Và những con cá này kể có nhiều con dữ và chúng nó có thể sẽ tìm cách tấn công mang của Axolotl. Nên là khi mà thả về trong ít nhất là trong 2 tuần đầu tiên, các bạn cần phải quan sát xem là Axolotl và cá phản ứng với nhau như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ có những biện pháp kịp thời để mà khắc phục xử lý nhé. Thì video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Tiny Tang Channel. Nếu như thích, các bạn hãy like và subscribe cho chúng mình nhé. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ ý kiến thắc mắc, câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin vào trên trang Facebook của chúng mình là Tiny Tang Channel nhé. Và mình cùng với Tina, Anh Minh và chị Trúc là admin của nhóm Axolotl ba miền. Nếu như mà các bạn có thắc mắc, câu hỏi gì về Axolotl hay chỉ đơn giản là muốn tìm bạn có cùng sở thích thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook của chúng mình, link ở phía bên dưới nhé. Và chúng mình còn tổ chức nói chuyện, coi phim và give away trong group nữa. Hy vọng là sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh, vui vẻ dành cho các bạn yêu thích Axolotl nhé. Và video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Chào tạm biệt.